Xin chào các bạn, rất vui mừng gặp lại các bạn trên kênh Hướng Nghiệp của mình. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn một ngành mới tiếp theo, đó là ngành công nghệ sau thu hoạch. Vâng, ngành công nghệ sau thu hoạch gồm những nội dung gì cần tìm hiểu, mời các bạn theo dõi mình trình bày nhé. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngành công nghệ sau thu hoạch. Vâng, ngành công nghệ sau thu hoạch là ngành đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học, có kiến thức và kỹ năng về công nghệ sau thu hoạch, có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực, khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong bảo quản chế biến nông sản. Sinh viên theo học ngành này sẽ được đào tạo để có kiến thức cơ sở về thành phần, tính chất vật lý, sinh học, hóa học của các loài nông sản, thành phần dinh dưỡng của các loại nông sản, thực phẩm, các quá trình công nghệ bảo quản và chế biến nông sản, kỹ thuật và chế biến nông sản, kỹ thuật và thiết bị bảo quản và chế biến nông sản, an toàn thực phẩm, có năng lực nghiên cứu và triển khai ứng dụng vào sản xuất trong lĩnh vực bảo quản, chế biến nông sản. Vâng, trên đây chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về ngành công nghệ sau thu hoạch. Mời các bạn qua phần thứ hai, đó là chương trình đào tạo ngành công nghệ sau thu hoạch. Vâng, chương trình đào tạo gồm có thứ nhất A, đó là kiến thức giáo dục đại cương. Ở phần kiến thức giáo dục đại cương, các bạn sẽ được học các môn học như là lý luận chính trị, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, ngoại ngữ, tin học. Ngoài ra các bạn còn có thể học các môn học như là khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường, các môn học như là khoa học xã hội và nhân văn. Phần B, khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, các bạn sẽ được học hai mảng chính. Thứ nhất là kiến thức cơ sở ngành, gồm có các môn học như là dinh dưỡng học, vật lý học, thực phẩm, hóa sinh đại cương, các môn khác vân vân và vân vân. Khối thứ hai, kiến thức ngành, các bạn sẽ được học các môn học như là phân tích thực phẩm, đánh giá cảm quan thực phẩm, công nghệ chế biến nông sản, công nghệ chế biến thực phẩm. Ngoài ra các bạn còn học các môn học khác chuyên sâu hơn nữa, vân vân và vân vân. Mời các bạn qua phần thứ ba, chúng ta tìm hiểu về các cái trường đào tạo công ngành công nghệ sau thu hoạch. Vâng, thứ nhất, ở khu vực miền Bắc, các bạn sẽ được học ở các cái học như là Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Nông Lâm thuộc Đại học Thái Nguyên. Ở khu vực miền Trung, các bạn sẽ được học Đại học Nông Lâm thuộc Đại học Huế, hoặc là chúng ta có thể học Đại học Đà Lạt, không nào. Ở khu vực miền Nam, chúng ta có thể các cái môn, các cái trường đại học như là Đại học Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là Đại học Cần Thơ, chúng ta cùng có các cái trường đại học như vậy các bạn. Mời các bạn qua phần thứ tư, đó là cơ hội việc làm ngành công nghệ sau thu hoạch. Vâng, học xong ra trường, các bạn sẽ được làm ở các bộ phận và các lĩnh vực như sau, các vị trí như sau. Thứ nhất, làm cán bộ phân tích, kiểm tra và giám định chất lượng nông hải sản, thực phẩm tại các phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm, người ta gọi tắt là phòng KCS, của các nhà máy xí nghiệp, các cái công ty giám định nông sản, hải sản, thực phẩm. Điều hành kỹ thuật tại các kho bảo quản nông sản, thực phẩm của các cái nhà máy xí nghiệp, các cái cơ sở bảo quản sản phẩm của các cái công ty hoặc các cái kho bảo quản của tàu Viễn Dương. Tùy theo khả năng và mức độ tiến bộ, có thể được giao đảm trách các cái chức vụ trưởng phòng, tổ trưởng sản xuất, quản đốc phân xưởng, giám đốc điều hành một cách nhanh chóng, do cán bộ quản lý kỹ thuật ngành này còn thiếu rất nhiều. Điều hành kỹ thuật, quầy trưởng các cái quầy nông sản, thực phẩm tươi sống và an toàn vệ sinh tại các cái siêu thị. Làm cán bộ nghiên cứu, cán bộ phân tích các cái chỉ tiêu hóa lý, vi sinh, độc tố lượng thực phẩm tại các cái viện nghiên cứu về công nghệ sau thu hoạch và công nghệ thực phẩm. Các bạn có thể làm giáo viên giảng dạy tại các trường đại học,
các cái trường cao đẳng, các cái trường trung cấp chuyên nghiệp về công nghệ sau thu hoạch và công nghệ thực phẩm. Mời các bạn qua phần thứ 5, đó là những tố chất phù hợp với ngành công nghệ sau thu hoạch. Để học tốt và làm tốt ngành công nghệ sau thu hoạch, đòi hỏi các bạn cần có những tố chất và kỹ năng sau. Thứ nhất, có niềm đam mê khoa học về công nghệ, thích nghiên cứu, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm. Học khá các môn học tự nhiên, nhất là sinh học, hóa học và vật lý học. Kiến thức vững chắc của các môn học này sẽ làm nền tảng tốt để bạn tiếp thu các kiến thức chuyên sâu của ngành công nghệ sau thu hoạch. Các bạn có tư duy logic, sáng tạo, nhạy bén trong công việc nắm bắt tâm lý, sở thích, nhu cầu của người khác, có kỹ năng ngoại ngữ, có kỹ năng tin học và có kỹ năng mềm khác, như là kỹ năng về giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian hiệu quả. Ngoài ra các bạn cần có một số các cái kỹ năng khác, đó là chịu khó học hỏi, vân vân và vân vân. Về các cái thông tin khác cần thiết khác, như là các cái khối thi vào ngành công nghệ sau thu hoạch, xét tuyển các cái khối gồm có A00, A01, A02, B00, C08, D01, D08 và D90. Các cái khối xét tuyển vào ngành công nghệ sau thu hoạch cũng rất là đa dạng. Các bạn có thể dựa vào khả năng của mình để chọn cho mình một cái khối thi, một cái khối xét tuyển phù hợp. Điểm chuẩn của ngành công nghệ sau thu hoạch. Vâng, điểm chuẩn của ngành công nghệ sau thu hoạch của các cái trường đại học có thể dao động từ 13 đến 18 điểm, tùy theo tổ hợp bộ môn và tùy theo phương thức xét tuyển của từng trường. Với cái điểm này thì các bạn có khả năng dễ dàng đậu vào các cái trường đại học, các cái trường cao đẳng, đúng không? Chúng ta chỉ cần 13 cho đến là 18 điểm mà thôi. Mức lương ngành công nghệ sau thu hoạch. Vâng, sinh viên mới ra trường thường làm việc tại các cái vị trí thấp và cơ bản mức lương khởi điểm rơi vào từ 5 triệu đến 6 triệu đồng trên một tháng. Sau khi có cái khả năng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, tuổi nghề cũng như chuyên môn vượt trội, cơ hội thăng tiến trong ngành này là rất cao. Mức lương của các cái chuyên viên, kỹ sư, quản lý, giám sát, bộ phận có thể lên từ 2.000 cho đến 3.000 USD trên một tháng. Đặc biệt là các bạn làm việc trong các cái công ty nước ngoài, đúng không? Công ty sữa, công ty vân vân, chế biến nông sản xuất khẩu. Cơ hội và việc và nơi làm việc của cái ngành công nghệ, cái ngành công nghệ sau thu hoạch là rất là đa dạng, không các bạn? Các bạn có thể làm việc ở các cái cơ quan nhà nước, có thể làm việc ở các cái doanh nghiệp, ở các cái công ty, có thể là ở các cái cơ sở nuôi trồng, phải không nào? Các bạn có thể làm các cái ở các cái cơ quan phân tích, phải không nào? Hoặc là ở các cái trường đại học, các cái cơ quan giám định chất lượng, vân vân. Hoặc là ở các cái viện, vân vân. Cái vị trí việc làm và nơi làm việc cũng rất là đa dạng, không nào? Vâng, ngành công nghệ sau thu hoạch thì hiện nay cũng có rất là nhiều trường, các bạn có thể học được ở rất là nhiều nơi, không nào? Ở trên nước chúng ta có cả ba miền, không nào? Trên đây là đã trình bày hết tất cả những nội dung cần tìm hiểu về cái ngành công nghệ sau thu hoạch, không nào? Mong các bạn dựa trên thế mạnh của mình, gia đình và xã hội, chúng ta chọn ngành nghề cho nó phù hợp. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đăng ký và đã theo dõi kênh. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ chia sẻ, nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Một lần nữa cảm ơn các bạn và tạm biệt.